Trong cái giới luật á, cái chuyện mà một vị tỳ kheo ni nhiều tuổi hạ hơn vẫn phải đảnh lễ, vẫn phải đảnh lễ những cái vị mà tỳ kheo nhỏ hạ hơn, bởi vì đây là một trong tám cái kinh pháp mà chúng ta gọi là bát kinh pháp, mà Đức Thế Tôn ra quy định, gọi là đây là điều kiện để cho một cái người nữ xuất gia làm tỳ kheo ni. Sở dĩ mà Đức Thế Tôn chế định ra bát kinh pháp để chi? Bởi vì Đức Phật nói là giống như một cái bờ đê thì nó sẽ giúp bảo vệ cái bờ biển, hoặc là những cái bờ ruộng nó sẽ giúp bảo vệ cái đồng ruộng, hoặc là cái hàng rào nó giúp bảo vệ một cái ngôi nhà. Cũng vậy, cái bát kinh pháp này sẽ bảo vệ giáo pháp được tồn tại lâu dài. Mà quý vị suy nghĩ đó thì thấy là phụ nữ mà đi tu á khó quản lý hơn, và nó phức tạp hơn, cái thế giới phụ nữ nó phức tạp hơn nhiều cái thế giới của mấy ông sư. Ông tin thì quý vị đến, quý vị cứ gần gũi đi ha, gần gũi mấy cái vị mấy người nữ á, ví dụ như là tu nữ, hoặc là gặp mấy cô tu nữ, hoặc là gặp mấy sư cô, rồi sau đó quý vị tìm hiểu qua bên mấy mấy ông thầy hoặc là mấy ông sư, quý vị sẽ thấy là cái đời sống của người nữ nó phức tạp vô cùng. Mà nếu như á, mà không nhờ bát kinh pháp này đó thì coi như là thoát cương, là không có thoát khỏi cái vòng cương tỏa đó, là còn đến một cái mức độ nào nữa. Và có một lần á, bà Gotami suy nghĩ rằng có nên hay không một cái vị tỳ kheo nên chắp tay đảnh lễ vị tỳ kheo ni cao hạ hơn. Và vị này bạch với Đức Thế Tôn như thế, Đức Thế Tôn nói là ngài không đồng ý chuyện một cái vị tỳ kheo đảnh lễ một vị tỳ kheo ni cao hạ hơn. Và Đức Thế Tôn quy định đấy, vị nào quy định là ngài cấm luôn, không có cho là một vị tỳ kheo đảnh lễ một vị tỳ kheo ni đấy. Tôi tìm một cái đoạn kinh văn này để cho quý vị. Này này Ananda, cũng như người đàn ông chính vì phòng xa nên củng cố bờ đê của cái hồ lớn để không có sự tràn ra của nước, này Ananda, cũng tương tự như thế, tám trọng pháp do chính vì phòng xa đã quy định cho các tỳ khưu ni cho đến trọn đời không được vi phạm. Đấy là do Đức Thế Tôn phòng xa đó, cho nên là ngài đã quy định ra tám cái trọng pháp này. Đấy. Và ở trên đó quý vị thấy, muốn đọc thì muốn muốn đọc thì bấm ngưng lại để quý vị đọc ha. Thì cái Đức Thế Tôn nêu ra những cái lý do mà khi người nữ xuất gia đó thì sẽ khiến cho chánh pháp không có tồn tại được lâu dài. Và chính bởi vì Đức Thế Tôn phòng xa cái chuyện mà chánh pháp không tồn tại được lâu dài đó, cho nên là Đức Thế Tôn mới đưa ra tám cái quy định, tám cái trọng pháp mà vị tỳ kheo ni cho đến trọn đời không được vi phạm. Đó. Cái này là thuộc về cái tiểu phẩm tập 2, nằm ở trong tạng luật do ngài Chánh Thân Inna Chanh Đá ngài đã dịch. Đó.